những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi đến trường đã phải gánh trách nhiệm làm mẹ, làm cha. Cuộc sống khó khăn, vất vả, kéo theo nhiều hệ lụy. Không chỉ với những ông bố và mẹ trẻ, mà còn ảnh hưởng đến cả những đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân chưa được pháp luật công nhận này. Tảo hôn đang là một vấn đề nhức nhối, cản trở tiến trình nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng cao. Vâng, thưa quý vị, ở độ tuổi đáng lẽ ngày ngày được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, vậy nhưng nhiều em học sinh ở các huyện vùng cao Nghệ An mới bước sang tuổi 12-15 đã phải làm mẹ, làm cha, cùng với gánh nặng mưu sinh nuôi sống gia đình. Những câu chuyện buồn được chúng tôi ghi lại tại huyện biên giới Kỳ Sơn. Trong những bản làng mờ sương ở khu vực biên giới Kỳ Sơn, là hàng trăm cặp vợ chồng trẻ con nên duyên khi chưa đủ tuổi được pháp luật công nhận. Phía sau cuộc hôn nhân chóng vánh của Hạ Y P ở xã Tây Sơn với chồng là Hờ Bá Hát, sinh năm 2008, là những trang sách còn sang dở, lời ru buồn cùng cuộc sống khó khăn phải đối diện. Chồng của em biết nhau được 2 tháng rồi lấy nhau, lấy chồng khi 14 tuổi. Đắn nhỏ không biết cái tiêm nên mới vừa vạ thôi. Hờ Bá S, sinh năm 2008, nhưng đã phải xa mái trường để lấy vợ tận xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa đến, vậy nhưng Hờ Bá S đã phải gánh vác trách nhiệm của một người chồng, người cha. Khi cưới đây cuộc sống có vất vả hơn khi mà mình còn đi học không? Là vất vả hơn, bởi vì có vợ rồi thì phải đi kiếm tiền mới theo được người ta. Sau cuộc hôn nhân quá sớm, rất nhiều em đã hối hận và ước muốn được quay trở lại trường học. Vậy nhưng khi hủ tục vẫn còn, cùng với đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền, thì việc quay lại lớp học để bước tiếp ước mơ gần như không thể. Số liệu thống kê cho thấy, số học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 bỏ học nhiều nhất trong năm nay để lập gia đình xảy ra tại hai xã Mường Lống, Hủy Tụ. Trong các ban ngành cũng đã vận động, đã vào cuộc rất nhiều, ví dụ như là ban dân tộc miền núi tỉnh, cũng như là miền núi huyện, cũng như tư pháp huyện, rồi là tư pháp xã, rồi gia làng trưởng bản, các thứ cũng đã vào cuộc tất cả cùng với nhà trường rồi. Nhưng mà vẫn có hiện tượng học sinh bỏ học nhiều, và thậm chí năm nay là có nhiều hơn các năm khác. Tảo hôn thì nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái chỉ số, duy trì chỉ số học sinh của nhà trường. Đối với các em đã lập gia đình thì gần như là không quay trở lại học. Cái nguyên nhân mà các em học sinh lấy vợ lấy chồng mà không quay lại trường thì một là học sinh cũng có một cái phần nào đó ngại, và đồng thời là cũng do cái hoàn cảnh gia đình khó khăn nữa, nên là các em học sinh cũng lập gia đình sớm là để đi gọi là tự lập. Số liệu thống kê từ Ban Dân tộc tỉnh cho thấy trong 3 năm trở lại đây, tình trạng tảo hôn có giảm nhưng không đáng kể. Theo thống kê chưa đầy đủ thì năm 2021 có 309 trường hợp, năm 2022 có 295 và 9 tháng năm 2023 có 230 trường hợp tảo hôn, tập trung nhiều nhất trong đồng bào dân tộc Mông ở huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Những cuộc hôn nhân chưa được pháp luật công nhận không chỉ đóng lại bao ước mơ khát vọng ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mà ngay cả những đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân đó cũng phải gánh chịu những vất vả khó khăn giống như bố mẹ mình. Hiện nay, phần lớn các trường hợp tảo hôn ở Kỳ Sơn chủ yếu xảy ra trong cộng đồng dân tộc Mông. Người dân lý giải, việc gả chồng, cưới vợ cho con sớm là do tập tục bắt vợ đã tồn tại từ lâu trong đời sống dân bản. Và khi người con gái bước qua ngày cửa nhà trai, nghĩa là đồng thuận nên vợ thành chồng, buộc bố mẹ phải cưới cho hai đứa đến với nhau. Không cho hắn lại, dù là mình đi rút lại hắn về là hắn từ từ đi ăn hắn ngọt chết, bố mẹ sợ. Không đáng kỷ niệm, để có hắn lấy thì hắn đi nhờ thôi. Đang học lớp 8 và 9, hai em và YX và Sông Bá L ở xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn quen nhau qua mạng xã hội và quyết định bỏ học để về chung một nhà. Không đủ tuổi, sau gần một năm lấy nhau, cặp vợ chồng trẻ này không thể vào Nam lập nghiệp như dự định vì thiếu giấy kết hôn. Bố mẹ nói là thích nhau rồi, cưới đừng có bỏ nhau, bố mẹ nói. Thì học xong cũng không biết làm gì. Và hai tụi con
Cháu cũng xác định là cưới nhau xong phải đi làm. Kết hôn khi còn quá nhỏ, bên cạnh ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, về lâu dài còn kéo theo nhiều hệ lụy, nhất là khi các em bước vào cuộc sống riêng. Đi công ty cũng không đi, đi học cũng không đi. Ở nhà thì khổ cho bố mẹ. Bố mẹ đưa đi công ty cũng cãi nhau. Đi làm mệt thì cãi nhau, đánh nhau có. Kết hôn sớm thì khổ, khổ sớm. Kỹ năng làm mẹ chưa hiểu biết được nhiều. Chưa hiểu biết được nhiều thì chăm sóc con nó sẽ không được chu đáo. Theo cái luật hộ tịch thì bố mẹ lại chưa đủ tuổi kết hôn thì không có đăng ký kết hôn, cho nên là không đăng ký được hết sinh cho trẻ. Thì ở xã là nãy là có rất nhiều người là đã sinh con nhưng mà không đăng ký được hết sinh cho con, thì con lại mất cái quyền lợi cũng có thẻ bảo hiểm y tế. Vậy là cũng không nhập khẩu được, vô trong hộ đó thì cũng mất rất nhiều quyền lợi. Sinh con khi chưa đủ tuổi không chỉ gây nguy hiểm đến sức khỏe của cả mẹ và con, mà còn ảnh hưởng đến cả những quyền lợi của đứa trẻ. Để giải quyết được gốc rễ vấn đề này, thì vai trò của việc tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân là rất quan trọng. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình đề án của chính phủ về chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, số vụ vi phạm tảo hôn giảm rất ít. Đáng buồn là độ tuổi tảo hôn ngày càng trẻ hóa. Hội cũng có đưa vô cái chế tài để phối hợp với là tư pháp để là xử phạt hành chính của các cặp vợ chồng mà tảo hôn với là hôn nhân cận huyết thống. Nhiều xã đã áp dụng biện pháp xử phạt. Tuy nhiên trên thực tế, hiệu quả răn đe không nhiều. Giải pháp chủ yếu hiện nay mà các xã vùng cao đang thực hiện là tích cực tuyên truyền, vận động. Đại diện chính quyền đến từng hộ gia đình, vừa tuyên truyền, vận động, vừa tổ chức cho người dân ký cam kết. Hướng đến là tập trung thành phần xuống công tác tuyên truyền giả làng, rồi là phối kết hợp với trưởng ban công tác mặt trận là người có uy tín đó để tuyên truyền cho người dân hiểu để nạn tảo hôn để như thế nào, để tận những tác hại của vấn đề nạn tảo hôn. Là phải có chính sách để tạo cái sinh kế cho người dân, làm cho người dân có cái đời sống ấm no và tiến bộ hơn. Hiện nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang triển khai tại Nghệ An có đưa ra những giải pháp toàn diện. Và theo nhận định, đây có thể là bước đệm giúp người dân thay đổi nhận thức, từng bước hạn chế tình trạng nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn miền núi. Phòng tư pháp cũng phối hợp với ban dân vận huyện ủy sẽ có những cái giải pháp tham mưu cho ủy ban huyện, tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy để mà có một cái nghị quyết. Thì trong đó đưa ra một số cái giải pháp nó thiết thực nữa. Đối với các trường hợp vi phạm thì sẽ xử phạt thật nghiêm mà xử phạt triệt để. Cái thứ nhất là vẫn là kiên trì tuyên truyền giáo dục pháp luật, tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về cái để cho người dân biết rằng cái hệ lụy của tảo hôn và cái sự vi phạm đó là tảo hôn là vi phạm pháp luật và phải xử lý nghiêm, mà thậm chí là phải đưa ra xét xử công khai một vài vụ để làm răn đe cho các một số địa phương khác. Như vậy, về giải pháp gắn trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cả thôn bản khi để gia đình, dòng họ có người tảo hôn là phải chịu trách nhiệm sẽ được tỉnh Nghệ An thực hiện. Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các trường học ngoài nhiệm vụ chuyên môn tập trung giáo dục thêm kỹ năng sống, nâng cao nhận thức về pháp luật cho học sinh. Đối với các huyện biên giới vùng sâu, tiếp tục phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh xây dựng và chuyển giao mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp người dân ổn định cuộc sống theo hướng bền vững.